Hello cả nhà mình nhá. Đây là một tình trạng da của chị, em khách bên mình. Tình trạng da ban đầu này, cả nhà có thể nhìn nhá, nhăn này, tàn nhang này, nám chân sâu này. Và đây kết quả sau 4 tuần nhá. Đó, cả nhà có thể nhìn này, sau 4 tuần đấy, 2/3 chặng đường nhá. Da căng bóng và khỏe này, mình có thể quay sát cho cả nhà nhìn. Đó, đây là tình trạng ban đầu nhá. Và đây là bên lá vùng bên này rất nhiều hơn này. Nhà có thể nhìn này, môi thì nàng đã phun được sau 4 tuần nhá.